Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con kính thưa đại chúng, con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, xin cho con được hỏi câu hỏi như sau. Dạ cô, dạ ví dụ như là kề nhà mình mà có bị cướp có hung khí hay là bị hàng xóm tri hô mà cái nhà người đó ở gần nhà mình có nên can dự vào không ạ? À? Vì nếu không lẽ tên cướp có hung khí nó sẽ chạy mất mà nhà mình lại gần nhà người ta nhất, không can dự vào mà gặp trường hợp đó cố gắng nhiếp tâm lại mà niệm Phật khi đó có gọi là vô tâm không ạ? À? Còn can dự vào vì đây là việc giúp người khi hoạn nạn có được Phật Bồ Tát cảm thông gia trì để tai qua nạn khỏi không ạ? À? Ai Có gì đà bà khi nhà trên đó là ngay từ đầu là người trong hàng xóm mình có chuyện gì à, bị cướp cướp bà có có cướp hung khí á. Dạ con cướp ví dụ như vậy thôi à. à kia là Ví cướp dụ dạ và a di đà phật. Bây giờ nếu mà bắt mạch có cái điện thoại thì giải quyết rất dễ, mau mau nhấc điện thoại lên kêu vị công an giải quyết liền, đúng không? Tại vì ví dụ như cướp có chục người, có hai cái súng, năm cái dao, mình ra tay không mình có làm được cái gì? Cho nên cái chuyện này là cái chuyện của thế gian. Xin mạch hãy thấy như vậy, mở điện thoại ra kêu công an thì người ta sẽ giải quyết một cách cụ thể, đơn giản, dễ dàng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con xin tri ân lão cư sĩ.